Đông xin kính chào các bác nhé. Hôm nay em lên một cái lọ móng cái cổ nhé. Đề tài là chim hoa. Đấy, cao 33 cm, vòng bụng 56. Đấy, tình trạng là lành tít luôn. Em thì chuyên về đồ vạn linh móng cái. Bao chuẩn đồ, chuẩn cổ luôn. Chôn Nam Mã. Đấy, các bác xem. Đấy, men tràm đẹp, tích chim hoa, rất đẹp luôn. Đấy, kích thước là cao 33, vòng bụng là 56. Đấy, tình trạng là lành tít. Đấy, em thì chuyên giao lưu đồ vạn linh móng cái. Đây là có một lốt nỗi nọ, nhưng mà cái đồ cổ thì bây giờ cái vết như thế này nó gọi là đã là này tít được rồi. Đấy, còn nhìn. Men tràm rất là đẹp. Các bác có nhu cầu chơi đồ móng cái hoặc là đồ đông chiều, đồ sứ thì liên hệ qua em, số điện thoại là 0936 936 339, Zalo và Facebook đều là Vũ Đông theo số điện thoại nhé. Em ở Kiến An, Hải Phòng. Các bác có nhu cầu giao lưu chơi sưu tầm cổ vật, đồ vạn linh, đồ đông triều, đồ gốm sứ thì alo cho em theo số điện thoại nhé, 0936 936 339. Và các bác, em sẽ lên bài thường xuyên, lên đồ thường xuyên để giao lưu cùng các bác, thì các bác hãy đăng ký kênh theo dõi của em. Đấy, kênh của em là Vũ Đông và số điện thoại là 0936 936 339. Cảm ơn các bác đã theo dõi nha.